Xin chào tất cả quý vị bạn quay trở lại kênh YouTube nhà AMD. Trước mắt các bạn đây là mẫu vỏ chậm lavabo gật gù nóng lạnh chính hãng đến từ thương hiệu Toto. Mẫu vỏ này có mã là TLS02305V. Và ngay bây giờ mình sẽ gửi đến cho các bạn một bản đánh giá nhanh chi tiết sản phẩm này. Trước tiên mình sẽ đánh giá về thiết kế. Thì các bạn hãy cùng mình xem qua tổng thể thiết kế của mẫu vỏ này. Về cơ bản thì mẫu vỏ này có một ngôn ngữ thiết kế thiên về những hình khối dạng trụ tròn, với các chi tiết từ phần tay cần vòi này, phần thân vòi này hay phần đầu vòi đua ra như này đều được thiết kế dạng trụ tròn, và cái phần đầu vòi được đua ra thì được uốn cong nhẹ như này, vừa giúp cho chúng ta có thể xả xiên, cho đường nước xả xiên dễ dàng thao tác, cũng như là nếu mà nhìn từ góc độ như thế này thì các bạn có thể thấy cái phần thiết kế của vòi nó gợi nhắc chúng ta liên tưởng đến những mẫu vòi chậu lavabo truyền thống, những mẫu vòi chậu có thiết kế cổ điển. Kết hợp với đó là cái phần chất liệu cao cấp làm nên sản phẩm, đó là đồng mạ nickel chrome, vừa giúp sản phẩm có thể chống chịu ăn mòn cũng như là giúp cho vẻ ngoài của sản phẩm có vẻ sáng bóng và cao cấp hơn. Qua đó tổng thể mẫu vòi này sẽ toát lên một vẻ hơi hướng tân cổ điển, sang trọng và vô cùng là hiện đại. Đi với chi tiết khác thì ở đây phía bên trên chúng ta sẽ có phần tay cần vòi được dập thương hiệu Toto như này, ký hiệu nóng lạnh xanh đỏ. Và phần tay cần vòi này sử dụng công nghệ độc quyền của Toto là phần tay cần siêu êm, giúp cho mọi thao tác trở nên trơn tru mượt mà hơn và sẽ không bị giật khựng như là các mẫu vòi chậu lavabo truyền thống giá rẻ trên thị trường. Kết hợp với đó là phần lõi của vòi sử dụng ở đây là công nghệ lõi sử dụng van đĩa bằng sứ, giúp chống bám bẩn, tăng tuổi thọ cho vòi, cũng như là giúp cho mẫu vòi này có thể khóa nước tuyệt đối. Phía bên dưới mình lưu ý một tí là mẫu vòi này bên trong hộp sẽ bao gồm có bộ siphon, đó là bộ siphon cần giật, tuy nhiên không bao gồm phần ống xả chữ P, đây là điểm các bạn cần lưu ý. Và với kích thước chiều cao tổng thể là 327mm thì đây là một mẫu vòi cao, sẽ phù hợp để lắp chung với các chậu lavabo có thiết kế vòi gắn bàn đá, và là những mẫu chậu lavabo thường là chậu đặt bàn hay là chậu bán âm hay là chậu dương vành các bạn nhé. Các bạn lựa chọn mẫu chậu làm sao cho cái phần thành của chậu lavabo với cái phần chiều cao của phần đầu vòi này nó phù hợp để chúng ta thao tác sử dụng là được. Và để sử dụng mẫu chậu kết hợp với mẫu vòi ngày hôm nay của chúng ta thì mình sử dụng ở đây là mẫu chậu lavabo cũng đến từ thương hiệu Toto với mã là LT523R. Thì đây là một mẫu chậu lavabo đặt bàn đá với thiết kế dáng hình khối dáng tròn như này, với chất liệu sứ trắng cao cấp của Toto và thiết kế vẻ ngoài cũng thiên về dạng tròn, rất phù hợp với mẫu vỏ chậu lavabo lắp ở trên, cực kỳ là cao cấp. Mẫu chậu này có thiết kế lỗ thoát tràn này, và với kích thước tổng thể ở đây là 490mm đường kính và chiều cao là 179mm. Qua đó bạn xem tổng thể hai sản phẩm này là rất đồng bộ với nhau cả về thiết kế và kích thước. Và nếu các bạn quan tâm bộ đôi sản phẩm này, các bạn hãy liên hệ ngay với các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click ở phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi.